Trang cũng chia sẻ thật một điều là lúc mà Trang mang thai bé thì Trang cảm thấy tự ti với cái da dẻ của mình lắm. Bởi vì lúc đó là mình thay đổi nội tiết tố mà. Thông thường thì có bầu thì ai cũng sẽ bị nám da, da sạm xuống hết. Cái này chắc là nhờ qua bên này thường xuyên. Phải nói là đối với Trang thì đó cũng là một cái duyên á, là khi mà một lần làm việc chung với chị Thanh Mai thì Trang cũng chia sẻ là chị ơi, bây giờ em có những cái đốm thâm mụn thế này rồi, dạng giống như là đòi mồi vậy, em không có tự tin gì hết. Thì chị rất là thật tình, chị nói là Trang ơi, em qua thử bên Baby Thanh Mai Spa của chị đi. Và quả thật là mọi người thấy là bây giờ Trang dễ mặc đồ lắm. Ngày xưa thì hơi bị kén màu tí xíu, mà bây giờ mang cái màu nào vô mà cũng được hết, bởi vì mình cũng khá là trắng hơn rồi và da cũng mịn màng nữa. Cái đó làm cho mình cảm thấy rất là tự tin. Mà chắc chắn tự tin thì tinh thần sẽ cảm thấy thoải mái, mà càng thoải mái thì chăm con càng tốt hơn, chồng càng yêu hơn,